gót mỗi anh mặt đi. Người kia cũng buồn vì sự rạn nứt nơi chính tâm hồn anh. Vì là gặp Chúa từ những ước mơ háo hức bên ngoài, nhưng không gặp Ngài từ chính trái tim mình, nên chỉ thêm u hoài rồi bước đi lạc loài. Chúa Giêsu buồn vì người từ chối không đáp lại tình thân. Lòng ai cũng buồn vì còn nặng vương vật chất nơi trần gian. Nào giàu có thì khó biết bao đến với nước trời, bao nhiêu lời mời rồi cũng lãng quên thôi, bao ước mơ cao đẹp rồi cũng phai nhạt dần. Từng ngày theo Chúa, cuộc đời của con vẫn có những rằng có. Muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may. Trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Trắng tay nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may,